Adamas 2022, Ji-sung một mình cân hai vai, cuộc chiến tìm thủ phạm thật sự của hai anh em sinh đôi. Một lần nữa thì nam diễn viên Ji-sung sẽ hóa thân vai diễn đa tính cách trong Adamas, với hình tượng hai anh em sinh đôi có tính cách khác nhau nhưng cùng một mục tiêu chung khi gắng tìm kiếm hung thủ thật sự trong vụ án xảy ra cách đây 22 năm. Trong Adamas thì Ji-sung sẽ đảm nhận hai vai diễn sinh đôi lần lượt là Ha Woo-shin và Song Soo-hyun. Trong khi Ha Woo-shin là một tiểu thuyết gia bí ẩn bán chạy nhất thì Song Soo-hyun là một công tố viên tại văn phòng công tố quận trung tâm. Cả hai đều có chung một mối bận tâm về sự kiện kinh hoàng xảy ra vào 22 năm trước khi cha dượng của họ đã bị giết lúc họ còn là những đứa trẻ. Tuy nhiên khi chân tướng kẻ thù ác được xác nhận và bản án tử hình, cả hai đều không tin rằng cha ruột của họ là hung thủ. Cả hai sẽ biết bố mình đã bị buộc tội sai lầm và dù có cách tiếp cận vấn đề hoàn toàn khác nhau, họ đã cố gắng tìm kiếm sự thật nhằm minh oan cho cha ruột của mình. Trong quá trình này thì cả hai nhận được sự hỗ trợ của Eun Hee-soo do Seo Ji-hee đóng, người đã kết hôn với con trai cả của tập đoàn Hae-song, đã luôn bí mật giúp đỡ Ha Woo-shin và Kim Seo-hee. Một phóng viên chính trực, nhiệt tình, có bí mật liên quan đến cả hai anh em sinh đôi này. Người xem có thể dễ dàng hình dung ra sự tương phản hoàn toàn trong tính cách của mỗi người. Ha Woo-shin là một tác giả tiểu thuyết bán chạy nhất, anh ấy có cách ăn nói điềm đạm, thiếu hài hước và tính chu đáo. Nhưng anh ấy cũng là người có lý trí, tách bạch rõ ràng những công việc và chuyện riêng tư. Một trong những điểm mạnh chính của anh là cái nhìn sâu sắc, giúp anh ta nhận biết được tất cả mọi thứ một cách bình tĩnh. Ha Woo-shin vào tập đoàn để tiếp cận hung thủ thật sự. Về phía người em sinh đôi, Song Soo-hyun là một công tố viên của lực lượng đặc biệt tại văn phòng công tố quận trung tâm, có tính cách năng động và luôn sống thật với cảm xúc của mình. Song Soo-hyun đã trở thành một công tố viên như mẹ anh ấy mong muốn và giờ anh cố gắng tìm kiếm những bằng chứng manh mối thủ phạm thực sự đã giết cha dượng của mình 22 năm trước. Không chỉ về tính cách, hai anh em sinh đôi Ha Woo-shin và Song Soo-hyun trong phim còn có lối phân tích thông tin khác nhau, thể hiện qua cách Song Soo-hyun điều tra dữ liệu thông qua bằng chứng, trong khi Ha Woo-shin dựa vào những gì anh ấy thấy và trải nghiệm của bản thân. Ngoài ra, tên phim Adamas cũng khiến người xem cảm thấy khó hiểu, tò mò, không biết Adamas là gì mà rất nhiều người trong phim luôn nhắc đến với vẻ mặt thèm thuồng. Những Adamas này quý giá hay có quyền năng gì mà mọi người lại háo hức có được nó đến như vậy? Và nó liên quan gì đến vụ án 22 năm trước của bố đẻ và bố dưỡng Ha Woo-shin? Diễn viên chính Ji-sung sinh năm 1977 là một nam diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được biết đến với những vai diễn trong phim truyền hình All In 2003, Save the Last Dance for Me 2004, New Heart 2007 và Protect the Boss 2011, Secret Love 2013 và Kill Me Kill Me 2014. Bố mẹ của Ji-sung đều theo ngành giáo dục nên họ cũng mong anh sẽ trở thành giáo viên. Nhưng rồi vào năm thứ hai trung học, cha anh ấy đã đưa anh một chiếc VCR và anh được chọn vào bộ phim Rain Man đóng cùng Dustin Hoffman. Khả năng diễn xuất của anh tốt đến mức sau đó anh được chọn trở thành một diễn viên, dù cha anh có phản đối. Anh học hành sân khấu và điện ảnh tại Đại học Hanjan.